Thưa quý vị, du lịch xanh trong những năm gần đây đang trở thành xu hướng phát triển ở các khu vực vốn nổi tiếng là điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước. Hướng đi đa dạng tùy thuộc vào đặc điểm và lợi thế tự nhiên cùng với văn hóa của từng nơi. Tuy nhiên, cốt lõi của du lịch xanh là thân thiện với môi trường và giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến môi trường. Đây được coi là chìa khóa để phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững. Những phần thức ăn thừa sau khi tráng các loại chén dĩa để đưa vào quy trình rửa sấy sẽ được các nhân viên chọn lọc lại bỏ vào từng thùng riêng biệt, rác hữu cơ và rác vô cơ. Chỉ riêng trong khu vực bếp, gần như mỗi khâu trong quy trình chuẩn bị chế biến, ở mỗi vị trí, nhân viên đều có thùng rác chuyên biệt để phân loại rác ngay từ đầu. Đặc biệt là đối với các loại rác thải hữu cơ, bởi giá trị từ các phế phẩm này tiếp tục được khai thác sử dụng. Hiện tại đơn vị của chúng tôi đã phân loại rác thải tại nguồn ở tất cả các bộ phận, làm 3 loại chính, đó là rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ và rác thải tái chế. Thì qua cái việc mà phân loại rác thải tại nguồn như vậy thì chúng tôi đã thực hiện được công tác bảo vệ môi trường và tận dụng được cái rác thải của nhà bếp như rau củ quả để làm phân bón qua công nghệ xử lý vi sinh. Và từ đây khi khách được cập nhật thông tin phân loại rác thải như thế cũng có hưởng ứng rất là lớn. Việc phân loại từ nguồn và tận dụng các giá trị từ rác đã và đang được các khu du lịch tại Bình Thuận áp dụng nhờ tính hiệu quả của nó. Bởi vừa mang lại lợi ích bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm được nguồn tài nguyên thiên nhiên và hơn hết là giảm được nguồn rác thải ra môi trường. Khi mà chúng tôi thực hiện cái mô hình này thì giảm được rác mà thải ra môi trường là chừng khoảng 70%. Nói chung giảm cái lượng rác mà bên công trình đô thị thu gom. Không chỉ quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan tại chính các cơ sở du lịch mà bảo vệ môi trường chung cũng đã và đang được các đơn vị kinh doanh du lịch quan tâm thực hiện. Hình ảnh nhân viên tại các khu du lịch, thậm chí là du khách cùng tham gia thu gom rác tại các bãi tắm, các khu vực công cộng và tuyến đường chính đã trở nên quen thuộc với người dân bởi hoạt động này được duy trì tổ chức định kỳ hàng tháng. Mục tiêu chúng tôi là muốn làm thế nào để đầu tiên là tạo cái nhận thức cho các bộ nhân viên trong cơ sở và sau đó người dân và chính quyền, tất cả mọi người làm thế nào đó để chúng ta cùng với nhau để giữ cái môi trường thật tốt và hy vọng một ngày nào đó nó không phải là cái ngày clean up day một tuần, một lần, một tháng, nhưng mà ngày nào cũng là cái ngày clean up day. Trong thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận sẽ triển khai kế hoạch đặt các thùng rác phân loại hữu cơ và tái chế dọc tuyến đường tại khu du lịch quốc gia Mũi Né. Sự cộng hưởng giữa biết khai thác lợi thế do thiên nhiên ưu đãi và biết ứng dụng các giải pháp thân thiện với môi trường tạo tác động tích cực cho cả người làm du lịch, khi đây là xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói hiện nay. Và dĩ nhiên, thu hút du khách trở lại trong các lần tiếp theo khi họ có thể tìm thấy các nhu cầu cần có tại điểm đến Bình Thuận. Nè, tại vì cái resort này nó cũng thoáng nè, sạch sẽ và nhân viên cũng phục vụ rất là chu đáo. Tại vì cũng có lên lịch trình với các bạn rồi, cũng tính là một tháng nữa là nhập học xong thứ bảy chủ nhật á, tranh thủ ra. Khi sự quan tâm của du khách đến môi trường tự nhiên ngày càng tăng thì các hoạt động phù hợp với nguyên tắc bảo vệ môi trường cùng với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo ra tính cạnh tranh hấp dẫn cao của điểm đến.